Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bản tin thể thao của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cầu thủ câu lạc bộ Phú Yên tích cực rèn luyện thể lực chuẩn bị cho mùa giải mới sẽ mở đầu bản tin ngày hôm nay. Nhằm có được thể trạng và sức khỏe tốt nhất trước khi bước vào mùa giải mới, các cầu thủ của câu lạc bộ Phú Yên đang tích cực rèn thể lực tại trung tâm đào tạo bóng đá trẻ PVF huyện Văn Giang. Song song với giáo án tập kỹ chiến thuật, hàng tuần các cầu thủ sẽ có từ 2 đến 3 buổi tập thể lực với các dụng cụ tập luyện đa dạng và hiện đại dưới sự hướng dẫn của các huấn luyện viên thể lực nước ngoài và trong nước. Những bài tập rèn sức mạnh cơ bắp sẽ giúp các cầu thủ có thể trạng sung mãn và có sức bền, qua đó phòng tránh những chấn thương trên sân cỏ, giúp các cầu thủ trẻ của câu lạc bộ tự tin hướng tới mùa giải hạng nhất quốc gia 2020 dự kiến được khởi tranh vào ngày 14 tháng 3 tới. Câu lạc bộ bóng bàn Dị Sử thuộc phường Dị Sử, thị xã Mỹ Hào được hình thành từ năm 1994. Qua hơn 20 năm hoạt động, câu lạc bộ có gần 30 thành viên thường xuyên tham gia luyện tập. Thành phần tham gia câu lạc bộ rất đa dạng, không chỉ những người yêu thích bóng bàn trên địa bàn phường Dị Sử tham gia sinh hoạt. Câu lạc bộ còn là nơi luyện tập của những người yêu bóng bàn đến từ phường Bần Yên Nhân, phường Bạch Sam. Câu lạc bộ thường xuyên tham gia các giải thi đấu bóng bàn do thị xã, do tỉnh tổ chức và giành được nhiều thành tích tốt. Tại xã Đào Dương, huyện Ân Thi, môn bóng chuyền hơi được tập luyện ở hầu hết các thôn, tiêu biểu như thôn Phần Dương, Phần Lâm, mỗi thôn có từ 2 đến 3 sân bóng chuyền. Đối tượng tham gia luyện tập bóng chuyền hơi rất đa dạng, từ đội bóng chuyền của hội phụ nữ, đoàn thanh niên đến đội bóng chuyền của người cao tuổi. Các đội bóng thường xuyên luyện tập các buổi chiều trong tuần. Đây là môn thể thao thế mạnh của xã Đào Dương đã đem về nhiều thành tích cho xã khi tham gia các hội thao do huyện tổ chức. Bên cạnh đó, các đội bóng chuyền hơi ở đây còn là lực lượng nòng cốt của huyện để tham gia vào các hội thao do tỉnh tổ chức. Vừa qua, trên mạng xã hội Facebook và YouTube, có một nhóm nữ sinh đã cover hai bài nhảy hiện đại để mị nói cho mà nghe và duyên âm, thu hút hàng ngàn lượt xem và chia sẻ. Được biết, đây là thành viên của câu lạc bộ nghệ thuật trường Trung học phổ thông Hưng Yên. Nhà trường đã thành lập câu lạc bộ này từ 2 năm nay và đầu tư hệ thống âm thanh, màn hình tập, phòng tập đa năng được lắp gương để đáp ứng nhu cầu tập luyện của học sinh. Do đó, câu lạc bộ luôn thu hút trên 50 học sinh tham gia. Việc thành lập câu lạc bộ nghệ thuật không chỉ tạo sự gắn kết, rèn luyện sức khỏe cho các em học sinh mà còn giúp các em phát triển năng khiếu, sở thích, tạo môi trường học tập thân thiện, tích cực. Cùng với các phong trào văn hóa, văn nghệ nhằm xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư, phong trào thể thao tại thị trấn Yên Mỹ, huyện Yên Mỹ đã thu hút nhiều chị em phụ nữ tham gia, đặc biệt là bộ môn bóng chuyền hơi. Được thành lập từ năm 2012 với 14 hội viên, câu lạc bộ bóng chuyền hơi nữ thôn Ông Tố là một trong những đội mạnh của thị trấn Yên Mỹ. Chiều tối nào cũng vậy, tại sân nhà văn hóa thôn, các hội viên rất tích cực luyện tập, nâng cao sức khỏe. Các thành viên trong câu lạc bộ chúng tôi thì cũng đa ngành nghề. Chúng tôi có thể là công chức, viên chức, hoặc cũng có thể là người làm ăn buôn bán, cũng có thể là có những cô là vận động viên là nội trợ. Tôi là giáo viên trung học cơ sở thị trấn Yên Mỹ. Mỗi lần tham gia chơi như thế này thì tôi thấy là nó rất là bổ ích, bởi vì nó sẽ giúp chúng tôi là giải tỏa được những căng thẳng trong công việc. Và đến sân là một nơi mà chúng tôi có thể giao lưu, gặp gỡ. Và thì câu lạc bộ chúng tôi thì thường là trong cái đơn vị là cấp thị trấn thì chúng tôi thường giành được giải nhất. Với phương châm rèn luyện sức khỏe phục vụ công tác lao động, năm 2014, câu lạc bộ bóng chuyền hơi nữ thôn Trai Trang được thành lập với 31 thành viên. Đều đặn chiều tối hàng ngày, các thành viên câu lạc bộ lại tập trung để rèn luyện, đem lại niềm vui sau những giờ lao động mệt nhọc. Tức là ra đây thứ nhất là sức khỏe nó được nâng cao lên rất là nhiều. Thứ hai là nó làm cho xả stress trong cuộc sống mà. Ở trong đội có rất là nhiều người bị đau xương khớp. Thì là sau một thời gian mà chơi thì là tất cả chị em mà đều bảo là thấy sức khỏe lưng lên, nên là rất là yêu thích cái môn bóng chuyền này. 8 tháng 3 tới này, đấy là chúng tôi sẽ tổ chức là mời một vài câu lạc bộ của các cái đơn vị bạn, có thể là trong thị trấn hoặc là ngoài thị trấn, là đến giao lưu. Thì quá trình cọ sát này thì cái chất lượng bóng, cái kỹ năng thi đấu của chị em chắc chắn nó sẽ được hoàn thiện tốt lên mà. Câu lạc bộ bóng chuyền hơi thôn Đỗ Xá được thành lập muộn hơn so với hai thôn trên, tuy nhiên thu hút khá đông đảo hội viên tham gia vào khung giờ 17 giờ. Hiện nay toàn thị trấn có 4 trên 5 thôn đã thành lập được câu lạc bộ bóng chuyền hơi nữ. 100% kinh phí hoạt động đều do các hội viên xã hội hóa đóng góp. Cùng với các bộ môn thể thao khác, bóng chuyền hơi đã góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần cho chị em phụ nữ, giúp chị em vui khỏe, tích cực lao động sản xuất.
bóng chuyền hơi của chị em phụ nữ thì rất là hoạt động rất là mạnh và rộng khắp ở tất cả trên các thôn. Thị trấn thì hàng năm thường xuyên là tổ chức các cái giải giao lưu cho các câu lạc bộ ở tại trên địa bàn. Chị em tham gia rất là phấn khởi, các chị em là cọ sát được các cái với nhau để biết được cái chiến thuật, cái hoạt động ở các câu lạc bộ khác để mang về đối với câu lạc bộ nhà mình. Đúng những năm gần đây thì câu lạc bộ bóng chuyền hơi đi thi ở cấp huyện thì được 2 giải nhì. Phóng sự vừa rồi đã khép lại bản tin thể thao ngày hôm nay. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.